Một ngày mới lại bắt đầu và chúng ta lại gặp lại nhau trong khung 9 giờ sáng quen thuộc với bản tin Arsenal. Hôm nay là ngày Hà Nội chính thức nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên các bạn hãy nhớ tuân thủ công tác phòng dịch nhé. Còn bây giờ, hãy dành ra ít phút để đồng hành cùng nhau với điểm tin hàng ngày. Hãy để lại một like nếu bạn thích, ấn chuông thông báo và đăng ký kênh nếu muốn ủng hộ ekip sản xuất. Cảm ơn và chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Tối qua 1 tháng 3, Arsenal hành quân đến sân King Power để chạm trán Leicester City. Ngay từ phút thứ 6, Tielemans đã khiến cho mảnh lưới của đội khách rung lên. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh tuyệt vời, The Gunners đã lội ngược dòng thành công. Ba bàn thắng của David Luiz, Alexander Lacazette hay Nicolas Pepe đã giúp Arsenal giành trọn 3 điểm ngay tại hàng cáo. Màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Arsenal đã khiến cho nhiều người cảm thấy phấn khích. Huấn luyện viên Mikel Arteta cũng không thể che giấu cảm xúc của mình. Trả lời phỏng vấn với BT Sport, vị thị trưởng người Tây Ban Nha chia sẻ: "Tôi tự hào về đội bóng của mình, cá tính mà chúng tôi đã thể hiện, cách chúng tôi đáp trả lại sau khi phải nhận bàn thua sớm. Toàn đội đã bị đặt vào tình huống rất tồi tệ. Họ cố gắng tạo ra khoảng trống ở phía sau. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn bình tĩnh, tự tin, tràn đầy năng lượng. Arsenal đã tạo ra nhiều khoảnh khắc tuyệt vời và ghi được những bàn thắng." Bên cạnh đó, huấn luyện viên Arsenal cũng tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của lão tướng Willian. "Cậu ấy thực sự giỏi. Chúng tôi đã thấy điều đó trong quá trình tập luyện vài tuần qua. Willian đang xây dựng lại bản thân và cậu ấy không chấp nhận những gì cậu ấy phải trải qua. Tôi nghĩ Willian là cầu thủ thay đổi trận đấu với Benfica trong những khoảnh khắc cuối cùng khi cậu ấy được ra sân. Và hôm nay, tôi nghĩ cậu ấy cũng thật tuyệt vời." Willian từng có khoảng thời gian khó khăn cùng pháo thủ, nhưng anh đã có 3 pha kiến tạo từ 2 trận đấu gần đây nhất. Tiền vệ 32 tuổi người Brazil xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau trận đấu. Arsenal đã không thắng Leicester City kể từ tháng 10 năm 2018. Vậy nhưng trong cuộc so tài vừa qua, mọi chuyện đã thay đổi. Trận đấu vừa rồi, pháo thủ có khởi đầu tệ hại khi để thủng lưới chỉ sau 6 phút sau tình huống phối hợp thất bại giữa Mohamed Enneli và Granit Xhaka. Cơ hội đã đến với bầy cáo và dĩ nhiên khi được đối thủ trao cho một món quà quý như vậy, Tielemans đã không ngần ngại sút tung lưới thủ thành Beleno. Cả hai cầu thủ này đều đã bị chỉ trích rất nhiều trong thời gian qua. Thế nhưng với riêng Granit Xhaka, anh càng thi đấu càng hay và sở hữu rất nhiều thống kê ấn tượng. Cụ thể trong trận đấu vừa rồi, tuyển thủ Thụy Sĩ là người có số lần chạm bóng nhiều nhất với 85 lần, số đường truyền nhiều nhất với 70 lần, có nhiều chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi nhất với 9 lần, có số lần thu hồi bóng nhiều nhất 6 lần, thực hiện nhiều pha tắc bóng thành công nhất 3 lần, có số lần bị phạm lỗi nhiều thứ 2 4 lần, có số lần đánh chặn nhiều thứ 2 2 lần. Công cuộc phục hưng Arsenal của huấn luyện viên Mikel Arteta thời gian gần đây có nhiều tiến triển đáng chú ý. Bỏ qua giai đoạn khó khăn kéo dài từ đầu mùa giải, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn quyết tâm xây dựng đội hình và đưa đội chủ sân Emirates từng bước trở lại đường đua danh vọng ở xứ sở sương mù. Trước viễn cảnh này, Taki Lamptey là gương mặt được giới thượng tầng đội chủ sân Emirates theo dõi từ rất lâu. Tuy nhiên, ở phiên chợ đông 2021, sao trẻ trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea quyết định gia hạn hợp đồng đến tháng 6 năm 2025 với Brighton. Vì lẽ đó, truyền thông nước Anh nhận định cơ hội cho Arsenal đã hẹp dần. Ban lãnh đạo Brighton đã ra mức giá 30 triệu bảng cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu Lamptey. Thượng tầng Arsenal cũng thể hiện quyết tâm chưa bỏ cuộc. Nếu muốn có Lamptey, ngoài mức phí 30 triệu bảng, ban lãnh đạo pháo thủ còn phải đạt được những thỏa thuận cá nhân với hậu vệ trẻ sinh năm 2000. Hãy cùng chờ xem liệu Arsenal có thuyết phục thành công Taki Lamptey gia nhập Emirates vào thời gian tới hay không nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.